đã đến lúc những dấu hiệu của sự sụp đổ, suy tàn của chế độ Cộng sản Việt Nam xuất hiện, khi nội bộ phe ích lợi phản bội nhau, đưa đến chuyện thanh toán lẫn nhau, và dĩ nhiên dân chúng rất vui mừng vì đã giảm bớt được bọn sâu mọt, phá hoại, làm cho đất nước tan hoang như ngày hôm nay. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi bài viết Nhà sản bắn nhau và thái độ của dân chúng của Thủy Trang qua sự trình bày của Nguyên Khải. Vụ chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái Đỗ Cường Minh bắn chết bí thư tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn đã và đang gây chấn động dư luận. Phản ứng của dân chúng cả nước tỏ vẻ vui mừng, hả lòng hả dạ. Giới cầm quyền Cộng sản tỏ ra cay đắng trước thái độ của người dân, công khai chỉ trích dân chúng, vui trên nỗi đau tột cùng của người khác. Qua vụ việc một lần nữa càng khẳng định ý đảng lòng dân luôn ở thế đối lập. Cộng sản Việt Nam đang muốn vụ án sớm đi vào dĩ vãng, chấm dứt dư luận, dân chúng thì vẫn chưa ngớt kháo nhau về nguyên nhân xảy ra vụ án. Tuyệt đại đa số nhận định do bất bình việc ăn chia trong các khoản làm ăn phi pháp, hoặc quá trình cấu kết làm ăn bị phát hiện, tố giác, tất cả dồn mọi tội lỗi cho một kẻ quyền lực thấp bé, nhẹ cân. Nguồn tin gần đây và đáng tin cậy nhất cho thấy nguyên nhân xảy ra vụ án đã âm ỉ từ lâu, do sự cấu kết làm ăn từ những năm trước đây giữa Đỗ Cường Minh và Phạm Duy Cường. Đã từ lâu, nhiều người dân tỉnh Yên Bái được biết đến việc bảo kê, khai thác, buôn bán, vận chuyển các loại cổ quý hiếm ở vùng núi rừng Yên Bái về miền xuôi, bán vào tuồng gỗ, vượt biên, bán cho tàu cộng. Đường dây này đã được hình thành từ thời Phạm Duy Cường còn làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đỗ Cường Minh núp dưới bóng của Cường, tung hoành, thao túng, chủ mưu, trực tiếp ra tay lập đường dây chuyên buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ gỗ quý. Quá trình làm ăn, vụ việc được dân chúng rất quan tâm và tỏ thái độ bất bình. Song với quyền lực trong tay, Phạm Duy Cường đã đổi trắng thay đen, tẩu thoát bản thân, và Đỗ Cường Minh không những tai qua nạn khỏi mà còn tạo thế tiến thân đến chóng mặt. Trên đà làm ăn phát đạt, Đỗ Cường Minh lao vào cuộc như một con thiêu thân. Các vụ làm ăn ngày càng lớn, tiền thu về ngày một cách sù. Các nhóm lợi ích khác không thể ngồi yên, tìm cách triệt hạ liên minh ma quỷ Cường Minh. Cái gì đến sẽ đến. Các phi vụ làm ăn Cường Minh dần dần bị đưa ra ánh sáng. Đỗ Cường Minh đặt nhiều hy vọng vào sự bao che của Phạm Duy Cường. Can đảm, ngậm bò hòn, dơ đầu chịu bán mà không một phản kháng. Tin vào Phạm Duy Cường sẽ có phép biến hóa thần thông, chuyển dữ thành lành. Khi sự việc đã trở thành bại lộ, mọi hy vọng tan biến. Phạm Duy Cường lật lọng, trút bỏ mọi trách nhiệm, một mình Đỗ Cường Minh chịu tội. Không những thế, Phạm Duy Cường còn bật đèn xanh cho các thân hữu, chân tay của mình, tạo ra nhiều chứng cớ, hướng các cơ quan chức năng địa phương vào cuộc thực thi theo ý định của ông ta. Hết chịu nổi, một mình giáng chịu tai họa mất chức, mất quyền và nguy cơ bị truy tố, mặt khác phải gánh chịu toàn bộ việc bồi thường thiệt hại do mình gây ra, trong khi kẻ chủ mưu, tiền tài được hưởng phần nhiều mà vẫn ung dung đứng ngoài vòng pháp luật. Trước giờ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, một trong những chương trình nghị sự là sẽ thảo luận, quyết định số phận Đỗ Cường Minh trong vụ án lâm tặc của tỉnh Yên Bái. Đỗ Cường Minh đã quyết định bắn chết Phạm Duy Cường và kết liễu đời mình, một quyết định ở một phương diện nào đó được dư luận cho là đúng đắn và can đảm. Ngô Ngọc Tuấn với cương vị trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, một thân tín của Phạm Duy Cường, chủ mưu, thiết kế lịch trình quy tội Đỗ Cường Minh. Trước dư luận quần chúng đòi hỏi, vụ án lâm tặc của tỉnh Yên Bái buộc phải đưa ra trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhằm trấn an dư luận và là công đoạn cuối cùng trong việc hoàn tất vụ án, tức nước vỡ bờ, Đỗ Cường Minh quyết định kết liễu Ngô Ngọc Tuấn sau khi đã trừ khử được Phạm Duy Cường và trước khi tự tết liễu đời mình.
Ngay sau khi vụ án được loan tải, dư luận quần chúng nhân dân phản ứng mau lẹ, tỏ ra vui mừng hả hê. Vì sao nhân dân tỏ thái độ mừng rỡ khôn xiết? Bởi bọn chúng toàn là những giới chức cộng sản đã nắm quyền cai trị đất nước hơn 70 năm qua. Một đảng phản dân, hại nước, tự bắn nhau. Người dân coi đây là tín hiệu mừng. Tự sự kết liễu của chúng, phần nào phản ánh bản chất đảng cộng sản đang đi từ suy thoái này đến suy thoái khác, mà không một phương thuốc nào có thể cứu vãn. Những tên tự bắn nhau đều là những tên tiêu biểu cho đầy rẫy những tên tham nhũng trong bộ máy cầm quyền của giới cộng sản Việt Nam. Hạ gục lẫn nhau, phần nào làm vơi đi chiến dịch chạy đua tàn phá đất nước của chúng. Đó còn là một trong hàng triệu cái vòi bạch tuộc hút tài nguyên của đất nước ở cấp địa phương đã được xóa sổ. Gieo gió, ắt gặt bão, đó là tiếng nói chung của nhân dân Việt Nam dành riêng cho nhà sản. Qua vụ việc này, việc tự kết liễu của bọn chúng như một quy luật tất yếu, báo hiệu sự vô phúc hết đường cứu chữa của nhà sản, dấu hiệu cho thấy đã đến lúc sụp đổ trong một tương lai gần. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Người dân tự quyết. Trung tuần tháng qua, dân chúng Việt Nam được báo chí của đảng lần đầu tiên công khai vụ án người cộng sản giết người cộng sản tại Yên Bái cho toàn dân biết. Dư luận đều cho rằng đây không phải là lần đầu tiên những vụ thanh trừng, tranh giành quyền lực, quyền lợi diễn ra theo kiểu đồng chí xử lý đảng viên, mà nó đã diễn ra từ lâu, nhưng cộng sản Việt Nam giỏi bưng bít che đậy mà thôi. Mời quý khán giả theo dõi chương mục Người dân tự quyết tuần này với tựa Vài lời dân gửi đến quan của Lý Trần Công sẽ được Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình. Hôm 18 tháng 8, hai quan đầu tỉnh Yên Bái, một bí thư và một chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đương nhiệm của đảng, được cho là đã bị một chi cục trưởng kiểm lâm dùng súng bắn chết ngay tại văn phòng làm việc. Một giờ sau, báo chí lệ đảng nhanh chóng loan tin vụ việc. Khác với thông lệ vốn có về những vụ việc nhạy cảm như thế này, thì báo chí thường phải chờ lệnh kiểm duyệt của đảng. Nhưng lần này thì mọi chuyện đã khác. Cũng nhanh chóng không kém là thủ tướng đương nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã dùng trực thăng bay lên Yên Bái để xử lý tình hình. Người dân cho rằng nếu ông thủ tướng mà nhanh nhạy xử lý như thế trong vụ việc động trời mà Formosa gây ra cho hàng triệu người dân miền Trung và cả nước, thì phúc phần cho dân đen biết mấy. Dư luận suốt một tuần qua không ngớt bàn tán về nguyên nhân nào dẫn đến vụ thảm án Yên Bái. Đa phần công luận hướng đến những lý do như tranh giành quyền lực, quyền lợi, đường dây tham nhũng, hối lộ, có nguy cơ bị lộ và cấp trên đổ tội hết lên đầu cấp dưới, hoặc có tư thù, hiềm khích cá nhân, vân vân. Sống dưới chế độ cộng sản, mọi đồn đoán chỉ là để thỏa mãn tính hiếu kỳ của dân chúng, và như một quy luật, bản chất thật sự của sự việc liên quan đến chế độ hay người của chế độ thường bị lãnh đạo cộng sản bưng bít hoặc hướng dư luận hiểu sai vấn đề. Ngay như Hồ Chí Minh, lãnh tụ của đảng, chết ngày 2 tháng 9 năm 1969, nhưng Cộng sản Việt Nam vẫn công bố Hồ chết ngày 3 tháng 9 suốt một thời gian dài. Những cái chết gần đây của các quan chức cấp cao như Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính Trung ương, Phạm Quý Ngọ, tướng Công an, Lê Xuân Duy, thiếu tướng quân khu 2, mà nguyên nhân dẫn đến tử vong được nhà nước công bố, dưới con mắt người dân hầu như không đáng để tin. Người dân cả nước từ lâu đã quen sống với những thứ lộng giả thành chân do Cộng sản Việt Nam nhào nặn ra, kiểu như Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Bé, mà đến giờ phút này, hai nhân vật anh hùng ảo vẫn đang thách thức tính trung thực và sự liêm sỉ tối thiểu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người dân biết rõ tất cả, không nói ra không có nghĩa là họ không biết. Để đo lường mối tương quan giữa lòng dân và ý đảng ra sao, không gì bằng nhìn vào thực tế khi quan chức Cộng sản ngã ngựa hay gặp thảm nạn. Thảm án ở Yên Bái đã bộc lộ rõ lòng dân ra sao, và đúng như Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố, đảng viên hư làm dân mất niềm tin ở đảng. Hai quan lớn bị một quan nhỏ thanh toán bằng súng ở Yên Bái đã gần như không mang lại mối thương cảm nào từ người dân, được thể hiện rõ nhất trên các trang mạng xã hội. Sự xót thương cho những cái chết đau đớn của đồng loại đã nhường chỗ cho sự thể hiện vui mừng, tựa như được tin bạo chúa băng hà. Chế độ cộng sản hiện nay khi tòa án không phải là nơi cầm cân nảy mực cho công lý,
mà chỉ dùng luật pháp để đè đầu cưỡi cổ nhân dân, thì vô hình trung đã để người dân chờ đợi công lý được thực thi bên ngoài cổng tòa án. Khi quan chết mà dân vui mừng, thì rõ ràng các mối quan hệ và riêng mối quản trị xã hội đã mục nát, chế độ đang trên bờ vực sụp đổ. Quan chức Cộng sản Việt Nam hiện nay có thể ví như những đàn cá mập hung dữ, tham lam và say máu. Những con cá mập thuộc bộ chính trị từ thượng tầng cai trị đề ra chính sách hút máu dân lành bằng sưu cao thuế nặng. Chưa lúc nào mà quan chức từ lớn đến bé cấu kết nhau chằng chịt như thiên la địa võng để tham nhũng của công cho đến của dân. Quan chức bán biển, bán đất, phá rừng, cướp đất, cướp nhà, đẩy dân ra đường, chỉ với mục đích làm đầy túi tham không đáy của họ. Cộng sản Việt Nam giờ đây, họ coi dân như kẻ thù, luôn tìm cách ăn tươi nuốt sống người dân thông qua những lực lượng công an đủ loại. Cộng sản Việt Nam cai trị hà khắc như vậy, mà lại muốn người dân tung hô, cung kính hay sao? Thời kỳ thông tin còn bưng bít thì có thể lừa được dân, nhưng bây giờ là thời kỳ toàn cầu hóa, thì thật là khó để đảng tiếp tục lừa bịp nữa. Đọc lịch sử Cộng sản Việt Nam, hiếm thấy khi nào họ thật sự vì dân vì nước. Thời Hồ Chí Minh, ông ta hoàn toàn phục vụ quốc tế Cộng sản trong kế hoạch nhuộm đỏ thế giới. Sau khi chiếm được miền Nam, Cộng sản Việt Nam tập trung vào việc độc quyền lãnh đạo vì lợi ích của đảng. Hiện nay, quan chức Cộng sản Việt Nam ra sức vơ vét của cải, lập bè kết nhóm, chia chác bổng lộc và lo tư lợi cá nhân. Mặc cho dân tình đói khổ, nợ công chồng chất, thất nghiệp tràn lan, thanh niên trai tráng phải đi làm lao nô xứ người. Vậy Cộng sản Việt Nam đừng trách tại sao dân mừng vui khi quan chết. Bởi dân đen họ đã khóc hết nước mắt trong thiên đường xã hội chủ nghĩa khốn khổ rồi, thì còn đâu nước mắt mà khóc cho các quan chi dân phụ mẫu. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Quan có hết lòng lo cho dân, thì dẫu không có tượng đài, dân cũng tự lập am, miếu để thờ. Còn quan đã xử ác với dân, thì dẫu có tượng đài nghìn tỷ cũng chẳng hơn gì hố xí sau vườn. Bởi vậy, dân nhắn với các quan rằng, quan nhất thời, dân vạn đại. Quan sống vì dân thì được dân bảo vệ. Đừng nghĩ biệt thự cho lớn, cận vệ cho đông là mong an toàn. Bởi quan tham tàn ác, thì trời cũng muốn tru mà đất cũng muốn diệt. Tránh đâu cho khỏi nắng. Đài Phát Thanh Đáp Lời.